Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 500 đồng token Binance KK. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 5 tỷ, đã có 1.058 tài khoản holder và đã phát sinh 2.154 lần giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net, nên truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract ngay ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt wallet của các bạn nhé. Các bạn mở ví của các bạn ra, sau đó các bạn thêm địa chỉ token này vào ví cho mình, ký hiệu BLB KKE, số tài khoản 8. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Rồi sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimairdrop.net, truy cập vào bước 2 để nhận token. Tôi lên rút gọn đây nhé. Ở đây các bạn có thể bỏ số vốn nhỏ ra là 0.01 BNB mua để cái đồng này để chờ cơ hội ít nhiều lần tài khoản về sau. Rồi chương trình Underdog nó sẽ kết thúc vào 29 ngày nữa nhé. Các bạn claim, các bạn nhấp vào phần này giúp mình, yêu cầu Underdog, nó yêu cầu kết nối với ví các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claimairdrop.net nha, để cập nhật những cái dự án miễn phí phần thưởng các phần mới nhất chuyên về mạng Binance Smart Chain nha. Còn nếu chưa bạn có chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch từ trọn đời từ cái sàn này nhé. Nếu đăng ký qua website claimairdrop.net, bạn có thể vào đây tìm những cái sàn mà mình chưa đăng ký mà mình đứng để đăng ký được ủng hộ kênh nhé. Rồi mình kia làm nhưng chắc chưa được, cái gì là chưa hiện thì ra cái phí. Mình cả làm lại, là mình đã trao và cả làm lại nhé. Chắc do mạng thôi. Ở ví này mình đã claim được vài lần các 500 đồng đấy rồi. Các bạn đừng nên sốt ruột nhé, chờ một tí để thử lại. Để tránh không mất thời gian thì các bạn xem video thì các bạn chờ một lát đó, thì các bạn nhấp vào đây nhé. Các bạn lưu ý một số lưu ý đối với các bạn, cái cột bên cánh tay phải là cái cột Underdog đặc biệt, là những cái dự án vẫn chưa thực hiện sắp kết thúc. Nếu bạn chưa tham gia thì các bạn vào đây thì nhấp vào phần nút nhận token này để tham gia nhé. Và tương ứng với những cái dự án đó là các khoản contract được để bên cạnh đây. Các bạn copy contract và quay sang ví của các bạn dán vào. Nếu chưa có thì các bạn hãy tham gia, hoặc nếu tham gia rồi thì hãy bỏ qua nhé. Quay lại cái website Binance KK hiện tại này. Rồi ví ra là 0.000553 BLB nhé. Các bạn nhấp xác nhận giúp mình. Rồi sàn đã góp đang chương trình đã góp cho dự đang được xử lý nhé.
Ừ, hơi lâu. Mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 500 đồng token BLBKK. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất như là mình update lên nha. Rồi, video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.